Ê Tú, Tú đi ra ngoài Bắc Tú học được cái gì mới lạ không? Ôi, đi mày. Ôi, đi. Ôi, đi mày. Đặc biệt đây là cái phần đích, đích xe nè. Mọi người, cái dịp đi Hà Nội này thì mình đi vào đây với mục đích là dự sự kiện event Pega ra mắt mẫu xe mới, sự kiện gì đó. Thì vô lát nó như thế nào thì vô Tú sẽ quay cho anh em coi tổng toàn cảnh đây như thế này nè. Trọng có mấy chị xinh đẹp lắm, để vô quay cho anh em coi. Thì hôm nay mình đi với kế anh Sang này, anh Sang nói thôi, mình khỏi nói nha mọi người. Hôm nay là trong đây này có nhiều cái là nổi tiếng mà được nhiều người yêu mến lắm không? Như là ST Vlog. Bằng Tú Vlog đó. Đúng như vậy. Đúng rồi, đi này được quà luôn mọi người ơi. Em đây. Bất kỳ tất cả những sự cảm thấy tốc độ bứt phá 65 km/h, xe điện Pega ESH tiết kiệm gấp 33 lần xe ga, thế hệ động cơ đẳng cấp BMSM, thoải mái vượt dốc cao, chống nước tuyệt đối chuẩn IP67. Xe điện Pega ESH quãng đường kỷ lục 120 km một lần sạc, tiết kiệm gấp 33 lần xe ga. Xe điện Pega ESH tiết kiệm gấp 33 lần xe ga, giá chỉ bằng 1/3. Tôi nhiều khi tôi thấy người đông quá, tôi cũng là không biết nói gì với tiếng. Đây, để quay cho anh em coi xe mới nè. Máy em tiếc quá. Sao vậy? Quay cận không được. Thôi. Ở đây anh Sang thấy không? Thấy gì đó nè, có khỏi cần mình phải nói nhiều làm cái gì luôn nè. Không cần chạm đổi pin nè. Tiết kiệm gấp 33 lần xe ga nè. Và cái đặc biệt của nó là 120 chục. Là 1000 mấy hả? Hả? Phải tính ra thì nó cũng vậy à, nó cũng hơn chút cái ngày xưa. Bây giờ thì nó 120 cây một lần sạc. Tính ra khoảng 2000 á. Anh nói vậy là sai rồi. Tính sao ta? Nó là 120 chục cây số trên một lần sạc, anh hiểu không? 120 chục cây trên một lần sạc thì nó chỉ cần một sạc, sạc một lần á, sạc một lần thì có thể đi được 4 đến 6 ngày trong tuần, nói chung cũng ok. Và đây để thể hiện được cái khả năng chống nước của nó hơn á. Thì đây. Để mà kiểm chứng được ngoài cái chiếc xe mà nó có thể chống nước ra Google, tôi chống nước luôn rồi coi nè. Thì ok anh em, thì hôm nay còn nhiều cái lắm. Cái lần mà ra mắt xe mới này á, thì cái giá trị của nó là tầm 1/3 nó chỉ bằng 1/3, là cái giá trị của nó là 27 triệu bao nhiêu á. Giá niêm yết là 29 triệu mấy, nhưng mà đợt này chắc là ra mắt thì nó có khuyến mãi á, đầu tiên á. Cái còn 27 triệu mấy phải không? 27 triệu mấy còn thiếu là 2 triệu. Và đặc biệt cái xe này á, theo như nãy giờ mình đọc mình coi á, là nó sản xuất tại Việt Nam, do Việt Nam sản xuất luôn. Nói chung cảm giác gì coi lắm anh, hơi tự hào xíu không? Tự hào. Bây giờ mình không có dám mà hả tự cao là xe mình đẹp. Mình đưa cái xe mình Việt Nam mình làm lên đẹp, mình phải nói là nó tuyệt vời. Nói chung là xe này tuyệt vời. Nếu mà anh em mà cảm thấy mà có nhu cầu muốn đi xe điện, một nếu mà chậm cảm thấy mà muốn chạy êm ái hoặc là mượt mà hoặc là các kiểu gì đó hay ho hơn xe ga mình á, thì cứ mua thử một chiếc xe điện như Tú đã dự một cái event hôm nay. Xe điện của Pega. Cái tên xe này video này còn nữa, video này 2 tiếng rồi nha mọi người, chưa hết đâu. Ủa mà tên xe này là em quên tiếng Anh rồi. ESH. Xe được lắm mọi người. Ôi được nha.
chung vậy nè. Xem hết video này nữa thi. Chưa kết thúc được không? Chưa em còn tính em tới kết bài á. Dính mà cũng tiếng lại. Này đây này. Xe này không được, xe nào được, xe màu trắng là được nhất. Thì ok anh em. Cũng tới phút mà. Này thôi. Thôi vậy đó hả? Tới phút mà anh em mình trải nghiệm với xe này rồi. Anh Sang thì cũng đứng đợi nè. Em cũng đứng đợi nè. Nếu được thì trải nghiệm. Em vẫn thêm một chiếc. Này sao anh? Em vừa trải nghiệm xong cái tấm của Vega, nó nhẹ hiều rồi mọi người. Đây 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 là xe này. Thì ai anh em cũng biết. Ai anh biết không? Anh không biết. Em cũng không biết. Tại vì anh ít xem những cái kênh mời mời bắt lắm. Nhưng mà thật sự nhiều người này chắc là cũng anh em là YouTube cũng. Đúng rồi, chắc là cũng đồng nghiệp mình. Đồng nghiệp đấy, cũng nổi tiếng đấy. Thôi em tự trải nghiệm bằng cái miệng của em à. Đúng rồi. Làm gì về các hoạt động năm chân luôn. Thôi chết luôn. Thôi cho anh em là trải nghiệm trước đi. Mới đầu á. Mới đầu anh biết sao không? Sao không? Không, không. Em đọc thiếu cái tên của nó là thiếu cái chữ E. Em cứ nghĩ nó là chữ F khác. Đúng rồi, mà nhìn nó cũng y chang luôn. Bây giờ nhìn kỹ hơn thì nó lại có cái chữ E đây nè. Đây, đây cho mọi người xem này. Đấy. Cái xe này là nó... Đây, bên em trải nghiệm trước. Đây, okay. Quanh đây chơi trước rồi. Nói chung là em... Em không biết trải nghiệm gì. Nói chung thì nãy giờ người ta cũng nói nhiều rồi. Mình xe này nó vậy rồi, bây giờ anh em đông quá. Bây giờ mình đi qua... cận cảnh xem thôi chứ. Đúng rồi, cận cảnh anh em xem thôi. Còn muốn trải nghiệm thì chắc sẽ có là nhiều clip trải nghiệm rồi. Chắc chắn hôm nay xong rồi sẽ tăng nhiều clip trải nghiệm lắm. Nè, đặc biệt đây là cái phần đích xe nè. Coi ổng kìa, coi ổng kìa. Thấy không? Thấy không? Chuyên môn cái tật không bao giờ bỏ được. Bây giờ mọi người nhớ chia cho em mấy sọt đó nha. Để thử cái dáng của em lên ngồi. Em trông chừng tới. Không, cái này là tại dựng chống đứng á. Ừ. Còn mà bình thường thì ngồi như vậy cũng tới nè. Còn mấy vậy cũng tới nè. Nói chung rồi. Dáng ngồi như vậy thắt luôn á. Đúng rồi. Nó theo cái kiểu mà cái độ mà trung bình của ta chồm về trước xong cái thứ mấy anh Hà Nội làm mà anh thấy không? Y như vậy. Rồi để phần lên đây. Review nhanh nào, review nhanh nào. Review nhanh để còn người ta đúng không? Không có thì... nhanh là mình review nhanh á. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nói chung xe đẹp lắm, ok lắm. Ủa, xe trời, xe tuyệt vời luôn. Xe nói chung không có chỗ nào chê được ngoài cái đồng hồ nó ngon lành nha. Cái vàng áo cũng liền lạc. Nó dứt cái gì ra cái gì. Nói chung mình thấy kê gọn gàng, xe này quá ok đâu còn gì đó. Bây giờ chỉ còn cái phần cốp anh em chưa biết thôi. Rồi. Nó hơi chẹt chẹt ha. Tại nó phải để cái phần bình bọng dưới đây nè đúng không? Đúng rồi, phần bình được chắc ở dưới đây quá. Rồi ở đây cốp thì cốp này cũng được hai cái nón bảo hiểm rồi chứ gì, còn đây là cục sạc nha. Sạc hả? Ờ đây là sạc. Hay ta. Còn đây là cái LV hay Gucci gì nãy người ta đã bỏ quên. Áo mưa á. Tâm lý mà xe năm. Ủa cái hộp ở đâu rồi ta? Ủa cái hộp áo mưa đâu. Thì ngoài đây là có cái đèn. Soi lúc mình đi ban đêm. Ngoài ra thì sạc công pin. Công tắc nhà này, công tắc điện nhà này. Ờ cái là cái này cái cầu chì. Coi tivi rồi đó. Thì nói chung cốp nó vậy. Rồi cái phần review xe của mình xong rồi đó các bạn. Cảm thấy là nếu mà không nhạt nhẽo hoặc là hay ho thì để lại một like, một share, kèm theo một đăng ký kênh. Nếu thấy xe này hữu ích thì cứ thử trải nghiệm ha. Thử mua về trải nghiệm đi. Tôi khuyên anh em là nên mua một con như thế này về trải nghiệm, tại vì tôi thấy nó vừa túi tiền.
nó không phải là quá đắt hay là quá cao với cái mức thu nhập. Nói thẳng với mức thu nhập của người một công nhân có thể mua được chiếc này luôn. Một năm, hai năm gì đó. Nói chung thì anh em nếu thấy hay thì để lại một làm xe kèm theo đó một comment ý tưởng gì đó hay ho. Thì xe này mới ra mắt, tôi chỉ nói vậy thôi. Chúc Vega càng ngày càng thành công hơn nữa. Yeah.